Nhưng mà đen cái là Ezreal ở phía bên ngoài cánh dành cho người cầm màu 7. Xem quân một chút nào. Đây là Somorian của màu 5, Greg trong tay của màu 8 làm lan tường ấy, chát tường gì không hiểu tên ông này là gì nhá. Lan tường à? Lan tường thì nghe nó hơi BD thật. Khả năng là tên của ông, tên của bạn gái ông này thôi. Vâng, chứ mình nhìn thấy team này nó cũng cục xúc lắm. Ông này phải tên là tầm Sơn Sủng hay là cái gì gì đấy, chứ không thể nào nó tên là Lan Tường được. Còn đây là Max C trong tay của Hắc Công Tử. Phía bên kia đó là Roman, à Summer, Max C, Greg, Egypt. Roman, Max C, Seng cho Son. Roman, Max C, Seng cho Son. Vâng, như vậy là màu team kiểm soát là mặc định lập mạng. Team kiểm soát mặc định lập mạng trong ngày hôm nay. Và phía bên kia quân có một Seng thôi. Roman, Max C, Seng cho Son. Như vậy là Seng, chỉ có Seng là có thể đánh cung đờ thôi. Còn đâu quân nó không có gì gọi là tuyển cả. Một trận đấu mà hoàn toàn là có cửa thôi dành cho cả hai bên. Và chúng ta cùng xem màn hình máy tới từ người cầm Greg. Vâng, một bài đang có khá nhiều đồ ăn, cần phải đưa voi về trước. Hiêu cũng gần, nếu như hiêu gần thì có thể đá về luôn được. Thoải mái thôi.
Vâng, quay trở lại với trận đấu này thôi. Một bài cầm break lên đời rất sớm. Tới thứ 18 Lan Tường. Hay. Egypt 25 Đông Dân. Ngoài cánh chữa lên đời. Đây là Samarian. Cũng đang đóng nhà rồi. Kích đời 15-2 rất tốt với 27 Đông Dân. Ô hay thế này. Còn đây là vâng cũng kích ở trong đầu 10 với 25 Đông Dân Maxi. Cơ hội dành cho các thành viên của phía Bách Khoa để có thể có được chiến thắng trong trận đấu thứ ba, trận đấu bạn Lê. Cố lên nào. Vâng, giò bắt đầu di chuyển, chúng ta cùng xem Maxi gặp ai. Đấy rồi, không, như vậy là đây là nông dân. Đây là con ngựa giò tới được người màu cầm màu 4. Là người cầm cho son thì phải. Vậy em khá nhanh tay. Đây rồi. Và như vậy gặp luôn nhà một lên đời xong. Cần một ít gỗ để có thể đóng được. Vâng, cần một ít gỗ để có thể đóng được nhà Y. Ba vừa lên vòng 1 vừa lên đời xong thôi. Có nâng giáp cho Y không? Một chém đang đều. Cảm ơn Bách Khoa, đúng rồi anh ấy. Vâng, bây giờ thì đâm vào thôi. Nâng đào vàng. Hai là vâng hai Y bắt đều. Vẫn đang được nhận vàng tới từ những người đồng đội. Vâng, Hồng Quang 17, ông làm gì ông đào vàng kinh tế à rời. Vâng, đây là người cầm Egypt, như vậy Egypt quyết định đánh chém để có thể bơm vàng cho người cầm Maxi. Và đây là Samarian tham lai là 39/52 đang đứng thủ. Một trận đấu Maxi chỉ cần đánh thủ thôi. Trong khi vâng còn ba nhà còn lại sẽ là người bàn máu, đây là người cầm Grick đang solo với 13 và đang có một thế trận cực ưu trước sân kiểm soát. Không, 14 đang chém vào. Chạy với chúng tôi này. 4 đang chém vào. Rất đông. Chỉ là, vâng, chính xác hơn là chỉ là hai con ngựa chém thôi, nhưng nhà của người cầm Grick đang không có những con ngựa chém của đối thủ. Vẫn đang vào được, pha về rất nhanh tay đơn sơn KS. Không hề đơn giản. Một bài màu ba đang người cầm xe nhưng đang chết khá nhiều những con đồng dân của mình. Tham lai chỉ là 26/40 tới người cầm Grick thôi. Còn trong khi đây là người cầm Maxi, một bài Maxi sẽ có được. Vâng, thế trận đó là đâm nhà nào thì chết nhà đấy, khi mà không ai có được cái gì để có thể chống được y Maxi cả. Hoàn toàn có thể đâm thẳng lên nhà của người cầm xe trong trận này. Vâng, dọn nhà của một luôn. Thế trận đang hoàn toàn ưu dành cho thành viên của phía team Bách Khoa. Bách Khoa có đến 4 đội các anh ạ. Hôm lâu lâu thì có một em sinh viên, em còn gọi điện cho em mời vào team Bách Khoa, nhưng mà em bảo là thôi em gà lắm, vào chỉ tổ yếu team đi thôi. Và vậy e rất nhanh tay nhưng không kịp. Vẫn không kịp. Vâng, nâng chiêng ba trước để chuẩn bị đâm tụ những con y và đâm thẳng vào nhà của người cầm xe luôn. Dọn hết nhà của người cầm Katarian đi, không có gì vội vàng cả. Xe sẽ không thể lên được công an ngay. Chăn dân rất tốt tới từ người cầm 16 Marcelo nha. Trong khi đây là các thành viên khác, Egypt tham lai đang chỉ là 22. Samarian tham lai là 59/64. Rất tốt. Grick tham lai là 25. Vâng, ăn được bãi vàng rồi. Chạy đi đâu? Này thì chạy. Không thèm chạy luôn. Đứng yên luôn. Và xong luôn. Thế trận đang rất ưu dành cho thành viên của phía team Bách Khoa rồi. Samarian 65/72 quay trở lại với người cầm Maxi. Tham lai là 29.
Vâng, có rất nhiều y chiêng 3 tụ một tơn và đâm thẳng vào nhà của người cầm xe không để có thể kết thúc trận thi đấu này nào. Vâng, tiếp tục ra phát hiện ra bãi An Hoàng giữa đó là bãi vàng tới từ người cầm M4. 4 feet trận này. Giờ đó chém không tốt từ người cầm M4. Này thì TS của chúng tôi. KS này. Chém luôn con cung T. Vâng, sân KS quyết rồi. Tỷ số 2-1 dành cho Bách Khoa. Rất tốt.